Cùng chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác thưa quý vị. Trong ngày mùng 8 tháng 11 vừa qua, ít nhất 26 trẻ nhỏ từ 5 đến 6 tuổi đã thiệt mạng khi những lớp học được dựng bằng gỗ và rơm bị lửa thiêu rụi tại thành phố Maradi, miền Nam Niger. Chính quyền của Maradi tuyên bố sẽ đề tang các nạn nhân trong vòng 3 ngày kể từ ngày mùng 9 tháng 11. Thị trưởng Maradi Chebu Abubaka cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách xác định có 26 người thiệt mạng và 13 người bị thương, trong đó 4 trường hợp bị thương nghiêm trọng. Sau vụ việc, chính phủ Nigeria ra thông báo sẽ cấm các lớp học dựng bằng gỗ và dơm trên khắp cả nước kể từ thời điểm này. Về phần mình, Tổng thư ký Hiệp hội Giáo viên Niger Isufu Azika nêu rõ, Hiệp hội này đã cảnh báo các quan chức về sự nguy hiểm của các phòng học bằng rơm và gỗ do thảm kịch cháy trường tại Niamey hồi tháng 4 năm nay khiến 24 học sinh thiệt mạng. Ngoài ra, ông cũng đề xuất có thể tổ chức các lớp học dưới những tán cây thay vì trong các phòng học bằng rơm dạ.